như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Trong đấu đầu tiên thì đội chủ nhà BKMX Bình Dương với bộ trang phục áo tím sẽ ở bên phía tay phải màn ảnh của quý vị. Phối hợp khá nhịp nhàng. Bên cánh phải là pha thoát xuống của Bảo Toàn, đưa bóng vào. Rất đáng tiếc, còn bóng vẫn còn. Paulo sút bóng không vào. Chuyền nhanh dành cho Romario. Bolle. Các cổ động viên vẫn đang đổi mưa và cổ động. Đánh đầu không vào. Dùng quả nho. Quả đưa bóng của nho. Coi dưới đê vào. Một sự ẩn mình rất nguy hiểm của anh Gia Lai. Họ đã bị đối phương dồn ép trong khoảng 4 phút đầu tiên của hiệp 2. Dũng Quang Nho tạt sớm, lại đến được vị trí chính xác và cơ hội. Và xử lý rất hay đến từ Paulo, nhưng cú dứt điểm đã không thể chiến thắng được Minh Toàn. Quang Nho đang tạo ra những quả tạt vào bên trong rất lợi hại. Khá là bấp, không vào. Bóng vẫn còn, vẫn không vào. Từ quả đá phạt góc lấp bập, bóng chạm vào cột dọc. Cú đá thứ hai thì không chiến thắng được hàng phòng ngự và người đã cản phá là Thanh Long. Và cú thua trên vạch vôi của trung vệ bên phía đội chủ nhà. Cú đá rất hay. Cú đá lại là của đến từ Châu Ngọc Quang. Brandao. Cơ hội dành cho Gia Lai, thoát đi. Brandao rất bình tĩnh chuyền về. Lại là pha cú thua tuyệt vời. Hãy dành những lời khen cho thủ thành Minh Toàn bên phía BKMX Bình Dương. Các cổ động viên của đội chủ nhà cần phải hoan hô. Paulo với cơ hội dành cho anh Gia Lai, đường truyền tốt. Brandao! Xin hãy gọi Trần Minh Toàn là một vị cứu tinh với khung thành của đội chủ nhà. Thì sẽ là Duy Khánh. Đánh đó! Tưởng chừng như đã có bàn thắng của mình, tỷ số dành cho BKMX Bình Dương, nhưng Vĩ Hào đã không gặp may. Pha chạy cắt mặt quá hay đến từ số 11. Đưa bóng vào. Coi không vào. Và coi. Bàn thắng thứ 3 của Di Mario dành cho BKMX Bình Dương. Và tại sân nhà của mình là pha nổ súng đầu tiên của Tân Bình đến từ câu lạc bộ Hải Phòng. Trước đó thì Tiến Linh đã không thể đánh bại được thủ thành. Và hết